Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nhiều và oi bức thì từ ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến mạnh. Ngay từ đêm qua, mưa dông diện rộng đã xảy ra tại khu vực Bắc Bộ. Cụ thể là do rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21-24 độ phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m, hoạt động mạnh dần lên, sẽ gây ra mưa dông diện rộng bao trùm toàn miền Bắc với lượng dự báo từ 50-150mm, có nơi trên 200mm cả đợt. Vùng mưa to sẽ tập trung chính tại các tỉnh như Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, phần phía Bắc của tỉnh Sơn La, Hà Giang. Ngoài ra thì do mưa kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ giảm còn từ 30-33 độ, nắng nóng chấm dứt. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục gây ra mưa dông diện rộng cho khu vực phía Nam trong tối và đêm qua. Sang tới ngày hôm nay, mưa tạm gián đoạn và trời có nắng với nền nhiệt cao nhất ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 29-31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31-33 độ. Từ sau 13 giờ chiều, những cơn mưa dông cũng sẽ lại tái xuất hiện trên khu vực với những nơi có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa trong khoảng từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nhưng lại tạo ra hiệu phơn, vì vậy mà khu vực duy trì nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới. Hôm nay suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An trở xuống tới Bình Thuận vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng và nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 35-37 độ. Riêng tại khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, Bình Định, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 38-39 độ, thậm chí có nơi 40 độ. Nắng nóng đặc biệt gay gắt. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày chỉ phổ biến từ 40-60%, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng tại các tỉnh miền Trung. Lưu ý là tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác trong chiều và tối nay. Trên biển hiện nay theo dự báo của các trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới, mong trong tuần sau, trên biển Đông có thể sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới hoạt động. Cụ thể, vùng áp thấp này sẽ hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông gần với đảo Hải Nam Trung Quốc. Đến 12 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 70 km về phía đông. Trong những ngày sau đó thì áp thấp có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đến 12 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 80 km về phía Tây Nam. Cơn bão này được dự báo sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong cuối tuần sau. Tuy nhiên trên đây mới chỉ là những dự báo sớm, vì vậy diễn biến của bão có thể sẽ còn thay đổi. Thông tin mới nhất về xoáy thuận nhiệt đới sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh. Còn tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 27-30 độ. Phía Đông Bắc Bộ,
Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Nam có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 29 độ, có nơi dưới 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 37 độ, riêng phía Bắc là từ 37 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.